tích cực, không sát sanh, tức là tập thương yêu chúng sanh. Thà chúng ta chịu chết để chúng sanh sống, thà chúng ta chịu oan ức mà cứu được mạng sống của chúng sanh. Như câu chuyện năm hạt cát, hôm nay theo thứ lớp đi khất thực, một vị khất sĩ tu theo phái đạo Phật phải đặt chân vào một chiếc cổng cổ kính, nhưng không kém phần tráng lệ và mỹ thuật của một thương gia giàu có. Ông này có tiếng chuyên môn buôn bán lớn về ngọc ngà vàng bạc. Vị khất sĩ đưa tay ấn nhẹ cánh cửa cổng rồi khoan thai bước vào. Người thong thả rưỡi bước theo hàng rào để lần đến một nếp nhà cao sang nằm chển vển giữa một khu vườn. Vuông vắng, chung quanh người hoa lá đang nhộn nhịp trong nắng ban mai, và trước mắt người cảnh rào sang đang được phô bày diễm lệ. Nhưng bình minh trong sạch như lòng vị khất sĩ. Vị khất sĩ vẫn trầm tĩnh, nét mặt vẫn bình dị, đôi mắt người vẫn dịu hiền, và cả nụ cười không thay đổi ý nghĩa giải thoát của một nhà tu hành đạo Phật. Xa xa đàn ngỗng trắng đang đùa giỡn trên đám cỏ xanh mềm, bỗng chúng cất tiếng kêu vang làm ngưng tai vị thương chủ. Giữa lúc ông ta đang chọn lấy mấy hạt cai để sâu lại thành chuỗi, đạo sĩ khất thực cả một hình dáng yên lặng và thanh tịnh đang nhẹ tiến về phía người thương gia, sung sướng. Người thương gia để luôn cả năm hạt cai xuống đất, chắp tay vái chào đạo sĩ, rồi vội vàng đi lấy cơm dâng cúng cho người. Trong lúc ấy, đàn ngỗng đứng bên cạnh trông thấy nắm hạt trai ấm ả, chúng lầm tưởng một món ăn ngon, quên cả sự có mặt của đạo sĩ, một con lớn nhất trong đoàn lanh lẹ chạy đến và đốt đi mấy hạt trai. Đạo sĩ quảng hốt đưa tay đuổi, nhưng muộn lắm rồi, cả nắm cà cai trong nháy mắt đã dễ dàng trôi qua cổ họng con ngọc. Khốn nạn! Trong trường hợp này, đạo sĩ tự thấy lo ngại, nhưng người trầm tĩnh lại ngay và yên lặng chờ đợi. Giữa lúc người thương chủ đã từ nhà đi ra mang theo một bát cơm xốp dẻo,
quỳ trước đạo sĩ để dâng cúng cho người. Nhưng chàng vẫn sửng sốt. Kinh lạ khi nhìn lại nơi chàng để nắm hạ tay. Một lần nữa, chàng đưa mắt nhìn kỹ xung quanh và nhìn lại nơi để nắm hạ tay. Rồi bỗng chàng đưa mắt nhìn đạo sĩ mà người đang im lặng đứng trước mặt chàng. Chàng đứng ngay dậy, tay chàng rung lên, mắt chàng như nảy lửa, và chàng cất tiếng mỉa mai: "Chắc đạo sĩ không lạ gì trước cử chỉ thất lễ đột nhiên của tôi chứ. Mong người trả lại nắm hạt trai quý giá cho chúng tôi." Trước cử chỉ và lời lẽ của thương chủ, vị tu sĩ khất thực vẫn bình tĩnh không trả lời. Thái độ im lặng và thản nhiên của đạo sĩ càng làm cho thương chủ tức giận sôi gan. Chàng lớn tiếng mắng đạo sĩ và gọi gia đình bắt trói đạo sĩ lại, đồng thời cho mời hương chức làng để tra hỏi. Nhưng đạo sĩ vẫn im lặng chịu đựng trước những lời lẽ đương nhiên chua chát của thương chủ, trước hình phạt tra tấn của hương chức, nhưng sức người có hạn, đạo sĩ không chịu đựng được nữa, người té xỉu và ngất liệt trên vũng máu. Giữa lúc ấy, con ngỗng trắng khốn nạn kia bỗng cất cánh bay lại bên đạo sĩ, chìa cổ hút lấy dòng máu. Sẵn cơn tức giận, thương chủ không một thương tâm tha thứ, chàng sức gậy chạy đến và đánh chết ngay con ngọc. Vị đạo sĩ vừa hồi tỉnh, nghe động đưa mắt nhìn sang, người hoảng hốt kêu cứu cho con ngọc, nhưng làm sao kịp nữa. Con ngọc đáng thương của đạo sĩ chỉ còn lại cái xác không hồn. Động lòng từ bi, đạo sĩ cố lặn lại bên thi hài có ngậm. Người đưa tay vỗ về và lăm răm đọc kinh cầu nguyện. Cử chỉ tự nhiên, thái độ chí thành thương yêu của đạo sĩ trong sự cầu nguyện đã làm cho thương chủ im lặng, quên cả sự đánh mắng. Vài phút sau, đạo sĩ đứng dậy và chậm rãi nói với người thương chủ: "Nắm hạt trai của ngươi, chính con ngỗng này đã nuốt vào bụng nó trong khi người vắng mặt." Nghe xong, thương chủ vội bảo người nhà đem mổ bụng con ngỗng để chàng xem hư thật. Quả như lời đạo sĩ, nắm hạt trai ống ả được đưa ra với nắm ruột khốn nạn của con ngỗng bạc phước.
thương chủ vừa trông thấy. Chàng liền phục đầu sát chân vị đạo sĩ, cầu xin người mở lượng từ bi cho chàng sám hối. Chàng thân phiền, sao đạo sĩ không cho tôi biết trước để tôi làm lỗi như thế này? Một câu nói đầy ý nghĩa đã rọi nở trên đôi môi của vị đạo sĩ. Hỏi thương chủ, lòng từ bi không giới hạn, ta đã nguyện mở rộng trước mọi đau khổ của chúng sanh. Vì thế nếu ta đem chuyện con ngẫm lầm dài nói ngay với ngươi từ trước, như vậy là ta đã gián tiếp giết hại con người. Việc ấy ta không bao giờ làm. Vả lại ta không thể trái lời Phật dạy. Minh tâm lưu hại cho chúng sanh chỉ vì sự an lạc nhỏ hẹp của chúng sanh. Thương chủ như mở bừng đôi mắt, đến đây chàng mới nhận rõ các cử chỉ yên lặng từ trước của đạo sĩ là một ý nghĩ cao quý, làm sống lại lời dạy của Đức Phật và tỏ rộng đạo từ bi. Chàng tự than, nếu tất cả nhân loại và chúng sanh ai cũng biết sống đúng theo lời của Phật dạy và thực hành theo hạnh từ bi như vị đạo sĩ, thì còn đâu nữa mọi nỗi đau khổ của cuộc đời. Hơn nữa, muốn biết xem thường vật chất thì đến nỗi nào phải tối tâm và làm lỗi như chàng đã làm lỗi. Giờ phút này lòng chàng như cỡ mở và rộng rãi bao la. Đưa mắt nhìn về dĩ bản, chàng cảm thấy chàng như một căn phòng tối tăm khách khỏi. Và có lẽ từ đây chàng không thể sống lại một cuộc đời nhỏ hẹp, chỉ biết lo lo với vàng bạc ngọc ngà. Chàng cũng không thể sống lại một cuộc đời nô lệ đầy tội lỗi, chỉ biết tìm lạc thú để cung cấp cho tự thân. Một ý niệm trong đẹp nảy nở trong tâm thức chàng. Chàng phải từ rãi tất cả để đền trả tội xưa. Chàng phải từ rãi tất cả để làm những gì mà lòng chàng ao ước vài vọng. Đưa mắt nhìn lại ngôi nhà sang trọng của mình, rồi chàng mạnh mẽ hướng về đạo sĩ. Chàng cúi đầu đảnh lễ và cầu xin noi chí rộng rãi của người. Chàng phát nguyện, chàng sẽ là một viên đá nhỏ trong vô số viên đá khác để chung góp xây đạo từ bi,
chàng sẽ là một tia sáng nhỏ trong vô số tia sáng khác, để cùng nhau nêu cao lời Phật dạy, để đem lại hạnh phúc giải thoát và giác ngộ cùng khắp cho tất cả mọi loài chúng sanh. Bởi vậy chiến tranh làm gì có. Khi người ta biết giữ giới không sát sanh, hung dữ, gian ác, trộm cướp làm gì có. Khi người ta biết thương nhau, trên đời này chỉ có tình thương chân thật mới đem đến hạnh phúc cho mọi người. Vì thế giới luật của đạo Phật, giới sát là thứ nhất, nó là cơ bản nền tảng vững chắc của hạnh phúc đời người. Muốn gia đình hạnh phúc an vui, xã hội đoàn kết, thế giới hòa bình, mà không tập luyện tình thương yêu thì không khi nào có hạnh phúc, có đoàn kết, có hòa bình. Muốn tập luyện lòng thương yêu mà còn sát hại chúng sanh, còn muốn ăn thịt chúng sanh, còn nhìn trước cái đau khổ chết chóc của chúng sanh với một sự vui sướng thản nhiên như không có sự đau khổ chết chóc, thì không bao giờ có tình thương. Và đã không có tình thương thì làm gì có hạnh phúc, có đoàn kết, có hòa bình.